Thưa quý khán giả, thời gian qua tình trạng xe quá tải tham gia giao thông đường bộ diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Bên cạnh đó, tai nạn giao thông do rượu bia có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, công an các địa phương đã chỉ đạo quyết liệt lực lượng cảnh sát giao thông ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia lưu thông, nhằm đảm lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Long Khánh. Tại một buổi ra quân kiểm soát tải trọng của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Long Khánh ở một số tuyến đường trung tâm, lực lượng chức năng đã cho dừng tất cả các phương tiện chở vật liệu xây dựng để tiến hành kiểm tra. Bước đầu, các phương tiện vận chuyển đều xuất trình được giấy tờ cân hàng hóa từ nguồn, bốc xếp hàng hóa theo đúng thiết kế và tải trọng của phương tiện. Tuy nhiên, qua một tháng cao điểm ra quân xử lý vi phạm xe quá tải, lực lượng chức năng đã xử phạt trên 100 trường hợp vi phạm. Ngoài xử lý chủ phương tiện lái xe chở hàng quá tải, cơi nới thành thùng xe, còn xử lý đơn vị bốc xếp hàng hóa lên phương tiện quá tải, cương quyết xử lý, buộc hạ tải, trả lại kích thước theo quy định, bảo đảm xử lý nghiêm, không khoan nhượng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cho lái xe, chủ phương tiện, các doanh nghiệp nâng cao ý thức chấp hành về tải trọng cũng được triển khai sâu rộng. Hôm nay mấy anh giao thông và lực lượng chức năng kiểm tra thì tụi em thấy rất là an tâm. Anh em bữa giờ là cũng tham gia giao thông là đều đúng tải hết, không có tình trạng quá tải. Dạ thì chở đúng tải thì nói chung thì nó sẽ an toàn hơn nhiều, mà còn quá tải thì đối với tài xế thì chắc cũng nguy hiểm hơn. Dạ, tụi em chạy đúng tải thì yên tâm hơn nhiều. Cùng hàng em lấy thì từ bên mỏ đá Sóc Lô à. Chứ em thấy lực lượng tổ chức kiểm tra vậy là rất là tốt. Quá tải là cái nguyên nhân dẫn đến tai nạn và hư đường xá này nọ. Thành bởi vì tụi em chạy đúng tải này cũng chấp hành theo của bên giao thông à. Mà đặc biệt là tuyên truyền đến các chủ phương tiện vận tải cho viết cam kết và cho các tài xế cam kết là chở hàng tại bến bãi đủ trọng tải theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Nhưng mà khi mà lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra trên đường á phát hiện thì vẫn xử lý, kiên quyết xử lý nghiêm và tuyên truyền đến tài xế là chở hàng không được vượt quá trọng tải đúng với thiết kế của xe. Đối với các chủ bến, chủ mỏ thì lực lượng cảnh sát giao thông á là đến từng cái doanh nghiệp cho họ viết cam kết nhận người ta đó là khi mà xuất hàng hóa ra phải có hóa đơn chứng từ và có phiếu cân đầy đủ. Xác định vi phạm nồng độ cồn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, nhất là tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng, làm mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố đã xử phạt gần 3.000 trường hợp, nộp kho bạc hơn 3,6 tỷ đồng. Trong đó, gần 400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe 160 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước hơn 1,1 tỷ đồng. Cùng với việc thường xuyên ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến các chủ nhà hàng, cửa hàng kinh doanh đồ uống có cồn trên địa bàn, buộc cam kết thực hiện đúng các quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia, thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở khách hàng về văn hóa, đã uống rượu bia thì không lái xe. Thứ nhất là không bán rượu bia cho những người dưới 18 tuổi. Và thứ hai là tuyên truyền đến khách hàng của mình về cái luật phòng chống rượu bia, tác hại của rượu bia. Thì sau khi uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện giao thông tham gia trên đường. Thứ hai nữa là treo băng rôn, áp phích đó, thì để cho khách hàng của mình biết là tuyên truyền sâu rộng đến cái luật phòng chống tác hại của rượu bia trên địa bàn. Thì hôm nay chúng tôi đến để cho chủ cơ sở làm cam kết. Nếu như mà sau này mà còn vi phạm thì chúng tôi sẽ tiến hành xử lý theo quy định. Đó thì anh là chủ cơ sở rất mong là sẽ phối hợp với các cái cơ quan chức năng để mà làm sao làm kìm giảm cái tai nạn giao thông nó có liên quan đến rượu bia. Tuyên truyền về tác hại của rượu bia và những người mà đã uống bia rồi thì không nên lái xe, tại vì bây giờ là tai nạn giao thông rất là nhiều. Thì bên em thì cũng nhận được những cái lời tuyên truyền của bên đội cảnh sát giao thông thành phố Long Khánh, thì bên em cũng cam kết là thực hiện đúng. Những khách hàng mà đã uống bia thì không nên lái xe ra về. Những khách hàng nào đã có sử dụng bia rồi thì bên em vẫn hỗ trợ cho khách hàng là đi taxi về để an toàn cho mình và những người khác tham gia giao thông. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn thành phố Long Khánh đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết, 3 người bị thương, tăng số vụ và số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái.
Để lập lại trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, Công an thành phố Long Khánh tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, góp phần cùng các địa phương kéo giảm sâu tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.